Rồi, em xin chào cả nhà. Đây, trước mắt mọi người đây là một cảnh toàn cảnh của khu bờ hồ thị trấn Sapa. Rất tuyệt vời. Đấy, các bác nhìn thấy mây mù chưa? Mây mù mùa hè nhé, mà mây mù nó như vậy. Đất du lịch, chúng ta nhìn nhà các thứ, nhà cửa, đường phố cái thứ sạch sẽ và nhìn nó rất hoành tráng luôn. Đấy, toàn bộ là nhà nghỉ, cái là nhà nghỉ Sapa, Hotel Sapa. Đấy, cung đường cho mọi người ngắm qua một chút thôi. Đây là cũng nhà nghỉ, toàn bộ là nhà nghỉ hết. Đấy, cái khu chỗ này là khu trung tâm luôn, trung tâm của Sapa luôn. Đấy, nhà hàng ăn uống đây. Các bác đến thì có cái bác thường thì các bác đến đây là ăn uống và nghỉ ngơi cái thứ ở xung quanh đây. Đây là những cái phương tiện để bắt đầu là đưa mọi người đi các điểm du lịch ở Sapa. Đấy. Nhà nghỉ Bình Hải Yến các thứ. Đấy. Khu này là ngày xưa là chỗ này cách đây 10 năm nó còn hoang sơ lắm, nhưng mà bây giờ hơn 10 năm em quay lại bây giờ thấy nó quá đổi rồi, nó quá đổi mới rồi. Đất đai ở đây thì quá đắt luôn đấy. Đấy, như ví dụ những cái miếng này nó bây giờ không biết bao nhiêu tỷ. Đấy, đây là nhà nghỉ mình ngồi, mình nếu mà mình ngồi uống cà phê các thứ ở đây thì nó sẽ nhìn thẳng ra bờ hồ. Nhìn thẳng ra bờ hồ rất tuyệt vời. Trên này thì nói chung thôi, các bác thấy là vẫn mặc áo khoác các thứ. Tất cả đều mặc áo khoác. Rất bây giờ thời tiết nó rất lạnh. Cái đường này đường Nguyễn Viết Xuân này, đường Ngũ Chỉ Sơn này. Chỗ này là trung tâm của Sapa đây. Đây là cái chỗ là nơi ăn uống và nghỉ ngơi các loại thực phẩm đây. Phở bò, phở 69 đây. Được xây dựng rất quy mô và đẹp mắt. Đấy, nhìn những cái nhà hàng. Đấy, xe điện kìa, xe điện này có thể đưa mọi người đi đến các điểm du lịch. Trên này thì gồm có Cát Cát này, Hàm Rồng này, Thác Bạc này, Cầu Mây này, Cầu Kính. Nói chung rất nhiều cái điểm du lịch để cho mọi người. Những cái thiết kế của những cái nhà hàng rất đẹp. Cá tầm, cá hồi. Cá hồi, cá tầm đây là đặc trưng của đất Sapa. Đặc trưng đất Sapa. Toàn bộ không gian của Sapa này. Sapa này bây giờ nó rộng hơn nhiều rồi, nên trước nó chỉ vỏn vẹn một chút xung quanh đây thôi. Nhưng bây giờ nó mở rộng mãi lên trên kia. Đấy. Mở rộng rất xa rồi nhé. Lên đây thì cái việc đầu tiên cảm nhận được của khách du lịch là ưa thích về cái khí hậu ở đây. Lúc nào nó cũng mát mẻ, lúc nào cũng ngủ không bao giờ phải đắp, không bao giờ phải dùng quạt cả. Trên này không bao giờ phải dùng quạt với điều hòa đâu. Đấy. Mùa đông thì lại hơi lạnh, mùa đông thì lại lạnh lắm. Có những năm thì nó còn cho cả tuyết. Đấy. Đây là khu bờ hồ nhé cả nhà nhé. Đấy, mọi người đến là thường review ở cái chỗ chụp ảnh các thứ ở chỗ buồng hoa kia kìa. Buồng hoa đấy. Nhìn cái thị trấn như này nó gấp, nó giàu hơn Lai Châu không biết bao nhiêu lần. Đây là toàn bộ khu bờ hồ. Các bác nhìn thấy trời mưa. Bình thường là cứ thế là đang nắng này, nhưng mà đùng một cái là bắt đầu mây mù nó kéo đến nhanh lắm. Chỉ một tí là bắt đầu cả thị trấn này nằm trong sương mù hết. Cái kìa xa xa kia là một cái chùa đẹp lắm. Đấy. Chùa đấy, vừa xây, mới xây đấy. Đấy, chùa này lên thì bên trong thì em nghe nói thôi. Tại vì anh chị em ở đây thì thấy ở bên trong là toàn dát vàng, các thứ tượng, các thứ dát vàng hết, đẹp lắm. Đấy, nhưng mà em chưa có dịp để vào. Đợt này dịch đâm ra là cũng ngại đi.
chỉ ra đây thì ra chỗ nhà anh chị chơi ở nhà thôi, chứ không có đi đâu cả. Đấy. À, nếu mà không có dịch ấy thì toàn bộ cái đường phố này là đông đúc vào nhộn nhịp lắm, nhộn nhịp mà đông người đấy. Quán ăn sáng, các quán ăn thì bây giờ vắng tanh vắng ngắt luôn, thiệt hại quá nhiều về cái dịch Covid này đấy. Sapa thì bây giờ chưa có ca nào, còn khi các bác lên đây thì phải đi qua Lào Cai, đi qua Lào Cai về đến thì mới lên được đến Sapa nhá. Em hãy dẫn mọi người ra một cái điểm trung tâm nữa, để mọi người ví dụ nay mai mà có muốn lên Sapa chơi thì mình có nhá, xem cái video mình định hình được là cái thị trấn nó như nào. Đấy, để cho mọi người dễ ấy nhá. Rồi mời mọi người. Mời mọi người đi nhá. Ôi giời, chưa đang chuẩn bị đi mà có hai em xinh thế. Xinh tuyệt vời luôn đấy. Cái chỗ này nó chỉ cách chỗ bờ hồ nó gần lắm. Đẹp không? Cả nhà thấy nhìn thấy khung cảnh rất đẹp luôn này. Đấy. Tại vì chiều em về rồi, nên ra này em cố gọi là dành thời gian để cho mọi người đi ngắm đường phố ở Lai Châu một chút, Sapa một chút. Đấy, bắt đầu đến thứ bảy chủ nhật là thường các cô chú người dân bắt đầu là xuống đây để xuống đây mua bán và trao đổi các nông sản này. Mời mọi người ngắm quay lại một chút này. Đây là chính ra đây là một cái điểm điểm trung tâm hơn nhất ở Sapa đây cả nhà nhá. Nhà nghỉ Hải Yến đây kìa. Đấy, khung trời rất đẹp. Đây là trung tâm này. Trung tâm nhất có từ lâu đời rồi. Rồi ok em, đây là cái một cái khu công viên. Công viên để em vào nhá, chờ em một tí. Cố gắng chỉ quay review một chút để mọi người ngày mai mà có dịp mà muốn lên trên này thì định hình được ở trên này là nó như thế nào. Đất nổi tiếng cơm miền núi này. Máy bị giật hết rồi, thắng cố rồi. Bác là ngày mai mà đến đây ăn uống là lên Sapa cứ vào những cái chỗ này ăn uống là rất đảm bảo đấy. Máy em nó máy rung, nó bị chống rung, nó bị hết pin kìa. Em dẫn mọi người sang bên kia đường nhá, sang bên kia đường có một khu rất đẹp này. À, chỗ điểm uống cà phê ngay ở trung tâm. Lên trên này tuyệt vời lắm cả nhà. Lên Sapa tuyệt vời. Nói chung quá tuyệt vời đây. Chim cò vẫn là một vùng núi thôi. Rất đẹp, khí hậu rất tuyệt vời luôn. Kia bưu điện. Bưu điện nằm ở trung tâm luôn. Kìa kìa, xe điện kìa. Xe điện đấy, mọi người đi du lịch là cứ đi đến các điểm du lịch thì có những cái xe như thế nhá. Mời mọi người sang bên kia nhá. Đây, mọi người mời mọi người tham quan này. Chỗ này là sân vận động của Sapa. Trước kia là những nhà nghỉ 5 sao. Đấy. Đây sân vận động là nơi diễn ra các lễ hội văn hóa của người dân vùng cao. Đấy, kia. Thì thường thứ bảy chủ nhật nhá. Đấy. Thì các cháu cứ nhỏ nhỏ này, nhưng mà đã cháu đang bán gì đấy, đi bán cái kia là cái gì? Đấy. Thứ bảy chủ nhật là ở đây thường diễn ra các người dân, người ta, người Mông, các thứ về đây múa khen các thứ này.
và tổ chức những cái lễ hội. Còn kia toàn bộ là khu dưới kia là đi xuống khu sang cát. Còn đây là một cái nhà thờ nổi tiếng, nhà thờ đá. Đấy, nhà thờ đá của Lai Châu nhá. Cái địa điểm này là địa điểm là ngày xưa là bây giờ diễn ra thứ bảy chủ nhật là gọi người, phong tục tập quán ngày xưa là diễn ra là chợ tình ấy cả nhà. Diễn ra chợ tình ở đây nhá. Đấy, mọi người lên đây thì thứ bảy chủ nhật là diễn ra chợ tình tại cái địa điểm này, đây gọi là sân vận động của Sapa nhá, và nhà thờ đá đây. Cứ nói đến Sapa là biết đến nhà thờ đá nhá. Cái này có từ rất lâu đời rồi, nổi tiếng. Đấy, những xe điện thì ở đây rất rất tiện. Đất du lịch rất tiện, cái gì nó cũng có, cái gì cũng hiện đại. Hiện đại. Đi xe điện này là đi lên các điểm du lịch này. Lần trước ở đây, khu đây là lần trước là một khu chợ. Một khu chợ nhưng mà bây giờ là bị dẹp rồi để tập trung làm cho những cái lễ hội. Đấy. Nhà, hai cái nhà nghỉ quá đẹp này. Sun Plaza kìa. Đấy, và Hotter Sapa. Khí hậu rất tuyệt vời, bây giờ vẫn còn đang xây dựng rất nhiều luôn. Rất nhiều nha, xây dựng các nhà nghỉ, các nơi đầu tư vào Sapa là rất nhiều luôn. Đấy, đây là người dân tộc đây. Người dân thường đây. Đây nè, ví dụ như là các cháu bán những cái này, có bán những cái này không? Những cái đấy thì bao nhiêu tiền một cái để đeo vào tay đấy? 20.000 à? À đấy, đấy. Lên đây thì thường các bác mua những cái này để đeo tay, để gọi là người ta tự dùng tay, người ta là thêu ấy. Đấy. Cái đứa mũ đấy bao nhiêu bà? Vâng. 70.000 là rẻ đấy. 70.000 à? Đấy. Tự tay thêu, tự tay dệt đấy à? Đây nè. Đấy, khi thứ bảy chủ nhật hay diễn ra các lễ hội văn hóa như này này, múa khèn này, múa cây, múa cối này, các kiểu này. Đấy, cái mấy cháu nhỏ nhỏ này là đi bán những cái như này rồi. Rất đẹp luôn. Đây chỉ là khu trung tâm thôi nhá. Mấy cái địa điểm thường mọi người lên này lên Sapa là thường là lưu đến. Đấy. Còn có những cái khách sạn nó nằm mãi trên đồi trên núi kia kìa. Nằm mãi trên đồi trên núi kia, để lấy độ view của nó thì lên trên này nhìn thấy toàn cảnh của thị xã Sapa. Lần trước là thị trấn, bây giờ quay là được lên thành thị xã rồi cả nhà nhé. Nói chung mà được sống ở cái nơi có cái khí hậu mát mẻ này là rất tuyệt vời cả nhà. Công nghệ thì phát triển đầy đủ tất cả. Các văn minh cũng tuy hội tụ tại cái một cái thị xã nhỏ nhỏ như này. Lần trước nó chỉ là một cái thung lũng thôi. Đấy. Nhưng bây giờ nó phát triển quá kinh khủng luôn. Mát mẻ. Đẹp. Nếu mà có... Đây em còn không đi bộ, nếu mà đi bộ xuống cái dãy ở dưới kia nữa thì nhiều cái những cái kiến trúc mọc lên đẹp lắm ấy. Đấy. Rồi em lại mời mọi người xuống dưới kia một chút, đường xuống dưới kia đi cắt cát nhé. Một điểm du lịch rất nổi tiếng ở thị xã Sapa. Cắt cát. Đấy, em dẫn mọi người xuống cái đường kia một tí nhá. Rồi mời mọi người. Đây. Mời mọi người nhìn những kiến trúc rất đẹp luôn nhá. Đây khu này lần trước là khu chợ cũ của Sapa này. Đường xuống thế này này. Đấy, đường xuống như này là đường đi cắt cát nhá. Một điểm du lịch nổi tiếng ở Sapa đấy. Cắt cát ở khu dưới này nhá. Mọi người xuống như này là đi đường cắt cát, là đi đường này này. Đấy.
Đẹp chưa? Ở Lai Châu thì không có những cái tòa nhà như này đâu cả nhà. Xuống đây thì đây, cửa hàng bán các đồ thuốc bắc các thứ, các gọi là quà đi du lịch các thứ thì vào những cái cửa hàng như này đặc trưng ở đây. Trước cái khu này là toàn bộ là chợ, chợ cũ nhưng bây giờ được xây mới, được cưới hết rồi, những công trình rất mới, rất đẹp. Mọi người có thể là khi đi du lịch thì có thể là trên đây thì có chị gái của em ấy, thì các bác cứ ủng hộ mua lan em ơi, lên trên này thì những cái điểm như nào, mua ở khu nào để cho nó hợp lý, tiện lợi giao thông thì có thể là các chị gái em sẽ tư vấn cho mọi người. Cũng đất du lịch, nhìn đường phố thôi đã thích ở cả nhà. Được lát rất sạch sẽ, bóng loáng luôn. Kiêng toàn bộ ở nhà xây để làm nhà nghỉ. Đây nhà hàng Les Spa. Chiều em về em đi qua chỗ Thác Bạc em lại quay để cho mọi người ngắm nhá. Công trình rất đẹp. Đấy, quanh quanh thị trấn thì chỉ có 3-4 chỗ thôi, nhưng mà được cái là đây thì đi lại các thứ là nó rất dễ dàng, phương tiện các thứ đầy đủ. Mùa dịch không phải mùa dịch thì chỗ này đông đúc lắm cả nhà. Đẹp lắm. Khí hậu ngủ thì thôi rồi, ngủ mát mẻ. Rồi, hôm nay em dành một chút thời gian nhỏ nhỏ thôi, vì giờ em chuẩn bị để về ấy. Thì các bác xem cho em một, xin một nút tương tác nhá. Ở bò sinh nhật các thứ đây. Nhà nghỉ thì bạt ngàn, nhưng mà nhiều khi là những năm chưa không có dịch là còn cháy hết phòng ấy, không có phòng đâu. Nên mọi người mà lên vào những cái đợt cao điểm là phải book phòng trước ấy. Biết các địa điểm này để book phòng trước là cứ thế lên vào thôi, không phải đi tìm, không bị các cò mồi chặt chém nhá. Rồi em xin chào cả nhà nhá.